Chào mừng anh em đã quay trở lại với Ever Channel. Mình là Hùng Review đây. Technopova 5 mình đã dùng chán rồi các bạn ạ. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em một cách chi tiết hơn về con Technopova 5 này, một cách gọi là từ trong ra ngoài và xăm soi những quan trọng nhất là những cái lỗi vặt mà nó hay gặp. Đó, thì với con Technopova 5 này nó có ưu gì, nhược điểm gì thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ hết cho các bạn nhé. Trước khi bắt đầu video này, nếu anh em nào quan tâm về con Technopova 5 với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Sephonet thông qua link ở phần mô tả và bình luận của video này nhé. Tại vì cơ bản là với con Technopova 5 này hiện tại giá của Sephonet quá rẻ và có rất nhiều cửa hàng offline, anh em có thể mua offline được, ra ngay từ cửa hàng mua, không cần phải mua online chờ đợi mất thời gian. Rồi, bây giờ thì đi vào nội dung chính thôi. Thực ra thì với con Technopova 5 này thì cái phần thông số kỹ thuật của nó thì gần như đại đa số anh em xem video này của mình, anh em đều biết hết rồi đúng không? Chúng ta sẽ quan tâm lớn hơn về cái những thứ bên trong. Ví dụ như về phần pin đi, thì con Pova 5 này thực sự mình phải khẳng định ấy, là con này pin trâu vãi trưởng luôn các bạn ạ. Nếu như anh em đang cần một con điện thoại giá khoảng tầm 4 củ mà pin phải gọi là trâu vô đối thì con Technopova 5 này pin trâu vô đối luôn. Pin 6000mAh, theo như cái nhu cầu sử dụng của mình ấy, mình sử dụng với nhu cầu nhiều nha thì có thể dùng được khoảng tầm là 11 tiếng. Còn nếu như các bạn sử dụng với cái nhu cầu thấp hơn và những cái app ứng dụng chúng ta dùng ở cái mức là ứng dụng cơ bản thì con này dùng được khoảng tầm 12 13 tiếng là chuyện hết sức bình thường. Và với cái dung lượng pin có thể gọi là trâu khủng khiếp như thế thì anh em sử dụng con này trong vòng một ngày là chắc chắn hơi khó để hết được, và mình rất là phục những anh em nào mà sử dụng con này trong vòng một ngày hết. Như vậy là các bạn có thời gian bật màn hình liên tục trên 10 tiếng một ngày thì máy đang hết pin. Còn về cái phần chơi game nhé, pin của con Technopova 5 này nó thuộc dạng là một trong những con điện thoại có thời lượng pin chơi game tốt nhất. Nó ví dụ như là những máy khác có pin 4800 hoặc pin 5000, mình có test từ game Liên Quân thì nó chỉ được khoảng tầm là 5 đến 6 tiếng thôi. Thì với con Technopova 5 này, mình test ở tựa game Liên Quân, độ sáng ở mức 100%, loa ở mức 80%. Đó, mình chơi trong vòng 3 tiếng đồng hồ thì lúc đầy sẽ là còn 100% và sau 3 tiếng nó còn 64%, mất 36% chỉ trong 3 tiếng. Tính ra là 1 tiếng nó mất 12% và 100% ấy thì nó sẽ chơi được khoảng tầm là 8 tiếng. Với tựa game là Liên Quân Online nha các bạn. Đây là một cái điều mà thực sự hơi khó hiểu. Tại vì với những chiếc điện thoại khác có pin 5000 thì nó chỉ được khoảng tầm 5 6 tiếng là căng lắm rồi. Em này tận 8 tiếng, trong khi cái sự chênh lệch ở đây chỉ là 1000mAh. Tiếp theo là mình test với cái bài test nhẹ nhàng hơn là sử dụng hàng ngày, Facebook, TikTok, xem YouTube thì con này nó chỉ mất khoảng tầm là 7 đến 9% cho 1 tiếng sử dụng liên tục. Đó, tức là nếu như anh em sử dụng mà full với những tác vụ nhẹ thì có thể dùng được khoảng tầm là 12 tiếng tầm đó. Thậm chí là hơn, nếu như anh em sử dụng chỉ là để treo một cái video YouTube, anh em không làm những thứ khác thì con này có thể là xem video được tầm 14-15 tiếng. Phải nói rằng là Techno họ đã làm cái khoản pin này nó quá tốt. Và những bạn nào mà chúng ta cần pin trâu để mà sử dụng trong thời gian dài, ít nhất là hơn một ngày, thì với em Techno Pova 5 này nó là quá hợp lý. Và cái quan trọng hơn nữa là pin trâu như thế nhưng mà nó được trang bị một công nghệ sạc nhanh cũng phải gọi là phù hợp với tầm giá. Là bình thường các bạn chỉ có sạc nhanh khoảng tầm 18W thôi thì con này sạc nhanh của nó là 45W, khá là nhanh đầy. Các bạn sạc đâu đó khoảng tầm 1 tiếng 5 phút, 1 tiếng 10 phút là đã đầy viên pin 6000 rồi. Thì nó cũng tương tự với cái kiểu là sạc 33W mà pin 5000, nó không mất quá nhiều thời gian đâu. Rồi, đến với một điểm tiếp theo nữa mình cũng rất là thích trên con Technopova 5, đó chính là về phần hiệu năng. Thì cũng như là Technopova 4 Pro thôi, đều được trang bị chip Helio G99, đều được phiên bản RAM ROM thì cũng y chang nhau, tối ưu hóa phần mềm thì cũng xem như nhau. Nên là về cái phần cấu hình thì nếu như bạn nào mà đang dùng Helio G99 trên con Pova 4, Pova 4 Pro thì cũng không nhất thiết là cần phải lên Pova 5. Còn nói về phần trải nghiệm game ấy, thì con chip Helio G99 thì mình thấy rằng là trải nghiệm game Liên Quân tốc chiến vẫn ngon lành. Hôm qua thì mình có chơi 3 tiếng liên tục và gần như trong 3 tiếng đấy thì nó không có bị giật lag một phát nào luôn ấy. FPS duy trì khá là đều, tầm 58 đến 59, 60 FPS. Đó, máy thì cũng không có nóng, chỉ là hơi ấm nhẹ ở mặt sau thôi. Đó, RAM ROM 8GB, 128GB ở phiên bản thấp ấy thì mình thấy nó vẫn gọi là quá đủ dùng trong thời điểm hiện tại. RAM 8GB thì đa nhiệm 3-4 app được, khi mà mình kiểu lâu lâu thoát Liên Quân ra xong rồi mình vào rồi tin nhắn, mình đọc tin nhắn, mình có lướt Facebook nhẹ cái, sau đó mình quay trở lại Liên Quân, nó không bị văng ứng dụng. Ít nhất là mình có thể đa nhiệm được khoảng tầm là 4-5 ứng dụng liên tục. Còn 128GB thì mình tải Liên Quân Max Data này, mình tải PUBG Max Data này, mình tải Tốc Chiến Max Data, thậm chí là kể cả là Genshin Impact.
vẫn có thể là lưu trữ một cách ngon lành. Nói chung là dung lượng bộ nhớ của nó lưu trữ ở mức đủ ở trong tầm giá. Còn về cái phần cấu hình con chip Helio G99 thì mình thấy rằng là chơi game ngon. Liên Quân, Vóc Gì anh em đều có thể chơi được ở mức là 40fps đến 60fps, nên là trải nghiệm sử dụng của nó thì gần như là chẳng có vấn đề gì. Về phần hiệu năng thì mình đánh giá là trong tầm tiền anh em bây giờ chỉ mua được con chip Helio G88 hoặc là Snapdragon 685 thì anh em nâng cấp lên chip Helio G99 là một cái sự gì đấy mình có thể gọi là đây là giá thành cấu hình cao được rồi, và gần như đây là một trong những dòng điện thoại có cấu hình cao nhất trong phân khúc về phần chip này, về phần RAM và ROM. Còn về một điểm nữa mình muốn review cho các bạn đó là về cái thiết kế. Thực sự nha, hầu hết chiếc máy này được làm từ chất liệu là nhựa, và bên cạnh đó nhá, đại đa số những cái phần nhựa ở trên con này thì nó đều là nhựa bóng ấy các bạn. Thực ra thì ban đầu là mình có dùng qua phiên bản màu xanh rồi thì mình thấy màu xanh nó bám nhiều mồ hôi vân tay hơn. Mới đầu mình dùng cái phiên bản màu vàng này thì mình cứ nghĩ rằng là sẽ ít bám mồ hôi vân tay, nhưng không nha, nó vẫn bám mồ hôi vân tay cực kỳ nhiều. Và một trong những điểm mình rất là ghét ở trên thiết kế của những con điện thoại mà phun nhựa đó là cái phần viền của nó được làm từ chất liệu nhựa bóng, nên là khi mà mình có ra mồ hôi tay hoặc tay của mình nó cứ ướt ướt một tí ấy, mà khi mà sờ vào cái phần viền này nó dính những cái vết loang của cái vân tay ấy các bạn, rất là khó chịu. Đó là điểm mà mình thực sự không thích lắm. Và một điểm nữa là cái phần viền của cái phần cạnh viền này mình cảm giác là build nó chưa ngon. Cái phần nhựa này nó hoàn thiện còn cảm giác là hơi kém. Thực ra thì về chất liệu thì thực sự là bốn củ thì các bạn cũng khó để đòi hỏi một chiếc điện thoại phải hoàn thiện tốt như thế này như thế kia được. Và mình thấy rằng là hoàn thiện của con này nó chỉ thua so với một vài đối thủ trong tầm giá một tí thôi. Còn tầm giá 4 triệu thì vẫn có thể gọi là chấp nhận được. Nó còn thiết kế mặt sau ấy thì nó bám nhiều mồ hôi vân tay vãi chưởng các bạn ạ. Và nếu như sử dụng con này thì chắc chắn luôn là mình sẽ đeo ốp. Mình sẽ cố gắng tìm được một con ốp nhựa nhám hoặc là một cái ốp dày dặn như thế. Tại vì cái ốp silicone hoặc là cái ốp silicone mà bóng bóng thì mình cũng không khoái lắm. Còn con này phải nói thực tế rằng là kiếm ốp lưng sẽ khó, tại vì thương hiệu Techno bán số lượng khá là hạn chế ở Việt Nam. Mọi người phải hiểu rằng là những thương hiệu khác người ta bán cả 100.000 máy, anh em kiếm phụ kiện ốp lưng rất là dễ, còn Techno bán được chỉ có vài ngàn máy thôi. Nên là việc mà có cửa hàng họ nhập ốp lưng này, phụ kiện về cho Techno thì phải gọi là hiếm đấy các bạn ạ. Và có thể là nhiều lúc chúng ta cần phải mua là phải mua từ những shop nước ngoài, nên là thời gian ship sẽ khá là lâu. Rồi, còn về tổng thể thiết kế của chiếc máy này thì mình thấy rằng nó sẽ phù hợp với những bạn trẻ hơn, tại vì những người mà tầm trung tuổi trở lên ấy, thì nhìn thiết kế ở chiếc máy này nó làm nhiều cái đường cắt xẻ quá, nó táo bạo quá. Còn những bạn trẻ thích những sự táo bạo, những sự cắt xẻ như thế này. Cụm camera thì mình thấy rằng là nó cũng làm hơi to và cảm giác là hơi thô nhẹ ở cái phần camera này. Tuy nhiên thì đó là về phần thiết kế, và có người thích có người không thì có thể là mọi người comment để lại cái nhận xét nhé. Và thiết kế này thì nó cũng hơi nặng tay một chút xíu, thay vì trọng lượng của chiếc máy này nó lớn và cạnh của nó hơi vuông, nên là cảm giác cầm nắm thì mình nói thật luôn là con này nó chỉ phù hợp với mấy ông con trai thôi, chứ mà mua cho chị em phụ nữ thì mình thấy đây không phải là một chiếc điện thoại phù hợp vì nó nặng, nó to và nó hơi vuông. Ok, còn đến với điểm tiếp theo nữa, đó chính là về phần màn hình. Thực ra thì mình cũng không hiểu tại sao Techno lại chơi kèo này các bạn ạ. Tại vì rõ ràng luôn Techno POVA 4 Pro màn hình là AMOLED Full HD Plus và tần số quét 90Hz. POVA 5 và kể cả là POVA 5 Pro lại quay lại với cái kiểu là màn hình IPS LCD Full HD Plus và được nâng lên tần số quét là 120Hz. Thực sự mình thấy rằng là nếu như POVA 5 nâng cấp lên cái màn hình đục lỗ 90Hz mà AMOLED hoặc là đục lỗ 120Hz mà AMOLED thì nó sẽ xứng đáng hơn nhiều. Còn nếu như là IPS LCD thì mình thấy cái chất lượng hiển thị của con này nó là hơi kém đối với cá nhân mình. POVA 4 Pro sẽ cho một cái tông màu nó rực rỡ hơn, mặc dù nó hơi vàng một tí xíu. Còn với con POVA 5 thì cảm giác màn hình nó hơi xanh. Riêng cá nhân mình thấy thì mình thấy cái màn hình IPS của con này trong tầm giá thì vẫn ổn, nhưng mà nếu mà so với thế hệ tiền nhiệm của nó, gần như đây là một cái sự hạ cấp rồi. Và nó cũng sẽ không thể nào có khả năng hiển thị màu sắc tốt như con POVA 4 Pro được. Và thậm chí là về cả độ sáng đi thì cũng không thể nào bằng con POVA 4 Pro được. So thì cũng phải so cho cân bằng. Đó, chúng ta sẽ so với những dòng điện thoại trong cùng phân khúc thì mình thấy con này cũng làm ở cái mức là ổn rồi. Vì đại đa số những điện thoại trong phân khúc thì cũng đại đa số đều là màn hình IPS LCD hết. Và tần số quét 120Hz thì mình thấy rằng nó cũng khá là mượt và đều cho chúng ta một trải nghiệm sử dụng ngon. Nói chung là với con Techno POVA 5 này thì cái màn hình mình đánh giá rằng là nó ở cái mức là tốt, khoảng được tầm 8 đến 8,5 điểm trong tổng giá. Nhưng mà điểm trừ là độ sáng của nó vẫn còn không quá cao. Con này nó không gặp tình trạng là bị tối màn hình khi mà chúng ta sử dụng đâu. Tại vì màn hình IPS LCD thì gần như là không gặp tình trạng này. Đại đa số những chiếc máy mà dùng một thời gian xong nó bị kiểu ra nắng hoặc nóng quá nó bị tối màn hình thì nó sử dụng AMOLED các bạn ạ. Còn về cái phần camera
đây sẽ là một cái điểm mà thực sự mình đánh giá, một cái điểm có thể gọi là điểm kém ở trên con Tecno Pova 4 Pro và trên con Tecno Pova 5 này. Nó vẫn sử dụng một cụm camera y chang nhau là camera 50 chấm. Các bạn sẽ không có cam tele góc rộng hay gì hết ấy. Cái camera thứ hai của nó chỉ để phục vụ một cái mục đích duy nhất là nó có hai cam. Còn thực tế thì cái camera thứ hai nó chẳng có bổ trợ hoặc là nó chẳng có giúp được gì nhiều, giống như là những chiếc điện thoại mà kiểu cách đây vài năm trước, camera thứ hai của nó là độ phân giải 0.08 megapixel. Nói chung là cái chất lượng của cái cam đấy thì các bạn mọi người nhìn số chấm là tự hiểu rồi. Nói chung là nó không có tác dụng gì cả. Chất lượng thì gần như là vẫn tương tự so với con Pova 4 Pro. Với camera chính 1x thì mình thấy là chi tiết nó vẫn tốt này. Khi chuyển qua 2x thì nó sẽ crop lại từ cam chính nên là nó sẽ bị mất chi tiết đi đáng kể. Nó không ngon lắm về phần nếu như ta zoom. Về màu sắc thì khi mà mình xem qua ở trên màn hình điện thoại thì mình thấy màu của nó khá là tươi, đặc biệt là những tông màu lạnh như màu trời, nó nhìn nó xanh và nó trong lắm. Tuy nhiên ấy, khi mà mình copy lên máy tính mình xem lại thì mình thấy rằng là câu chuyện ở đây là hoàn toàn khác. Do Tecno họ tune cái màn hình này, cái màu sắc nó muốn đỉnh chỉnh qua lạnh để đẩy cái tông nhìn cho nó trong. Đó, màu trời các thứ là nhìn rất là trong vắt. Còn thực tế thì màu của nó sẽ hơi vàng. Chính xác là từ cụm camera của sản phẩm này, màu của nó sẽ hơi vàng vàng một tí, chứ nó không được giống như là cái hình chúng ta đang theo ở đây đâu. Thế nên là nó dẫn đến có một việc vấn đề là khi mà chúng ta đăng cái này lên Facebook thì bạn bè các bạn sẽ thấy được cái màu sắc khác và chúng ta cũng sẽ thấy được một màu sắc khác. Ấn tượng duy nhất của mình với cụm camera này ở trên con Tecno Pova 5 đó chính là khả năng chụp ảnh chân dung xóa phông khá là tốt. Mình có chụp ở một số cái phần như là hoa cỏ này thì mình thấy khả năng xóa phông chi tiết con này ở cái phần tách bạch chủ thể là ngon. Đó, ngay cả những tấm ảnh như là chụp bông hoa nhỏ xíu cũng có thể lấy nét được, khả năng lấy nét khá nhanh và bắt cận khá là tốt. Nói chung là nó chỉ cận đối với những cái vật thể thôi. Còn nếu mình chụp chân dung người thì mức tạm được. Đương nhiên là lẹm thì vẫn đầy ra. Nói chung là với camera của một chiếc điện thoại 4 củ thì các bạn cũng không nên kỳ vọng quá nhiều. Camera chụp như này là ổn rồi. Về khả năng chụp đêm thì mình thấy rằng là nó sẽ búp nhiều về cái phần là độ sáng, nên là nó vẫn hơi non nhẹ một chút xíu nha. Không thể nào mà ngon như những con flagship được đâu, tại vì con này sử dụng cảm biến rẻ mà. Còn camera selfie thì mình thấy đây là một cái điểm tệ nha. Điểm tệ của điện thoại Tecno. Mình chưa thấy một con điện thoại Tecno nào có camera selfie đẹp. Cho dù nó sử dụng cảm biến là 32 chấm hoặc là thậm chí có cao hơn nữa thì cái này rất là do phần mềm và do phần cứng Tecno làm là chính. Đó, chứ còn thực sự thì camera selfie của Tecno ấy nhìn nó rất là mất chi tiết, thiếu chi tiết này, mặt rỗ và khả năng làm đẹp rất là chán. Nói chung là màu da lên thì không được ngon. Và nếu như các bạn đúng là con này nó chỉ build ra dành cho gọi là selfie thôi, tại vì nếu như mà về Việt Nam thì cái tông màu này, cái kiểu selfie này thì nó sẽ không phù hợp với đại đa số người Việt Nam lắm. Quay phim thì em này sẽ bật được mức là 2K và 30 frame. Tuy nhiên thì ở đây là 2K búp ảo thôi các bạn ạ. Thực ra nó vẫn chỉ là Full HD được scale lên. Nói chung là chất lượng của nó thì cũng không có gì gọi là hay ho hay vượt trội cả. Nó chỉ ở mức là quay phim được và nó bị rung khá là nhiều. Mặc dù một số con máy không có khả năng chống rung khoa học nha, nhưng mà phần mềm làm tốt nên là khi mà chúng ta quay ra, chất lượng chụp ảnh, chất lượng quay video vẫn rất là ngon. Đó, còn với con này thì nó gần như là chẳng có một cái tính năng gì để có giảm rung luôn, nên là rung như toi. Còn về các lỗi vặt khi mà mình sử dụng ấy thì mình thấy rằng là các lỗi vặt trên con này nó không có gì đáng kể cả. Đó, về tối màn thì nó cũng không có bị tối màn nữa này. Rồi nó chỉ có duy nhất một cái điểm yếu chí mạng thôi, và mình tin chắc rằng điểm yếu này anh em sẽ gặp khi mà dùng điện thoại Tecno, đó là wifi yếu. Cái wifi này không phải là do mà chúng ta che mất cái phần anten mà nó yếu đâu các bạn ạ. Thực tế thì mình đã trải nghiệm rồi, cái này nó do cái phần cứng bên trong, không phải là do anten. Một số chiếc máy ấy, khi mà chúng ta cầm ngang, bóp chặt các cạnh để mà chơi game thì nó sẽ bị sóng yếu, tại vì nó che đi những cái anten sóng. Nhưng mà con này mình đã thử rồi, là cho dù dọc này, cho dù ngang này thì lâu lâu nó vẫn bị flop wifi. Đó, thi thoảng thì mình có bị là máy tụt wifi xuống vì còn một vạch, nó làm đơ game, đơ hết mười mấy giây nha. Sau đó tắt wifi bật lại thì nó mới gọi là vào game được. Và lâu lâu thậm chí là nó còn bị disconnect wifi xong rồi tự động kết nối lại luôn. Thì cái này là mình nghĩ là do một phần cứng của nhà Tecno. Và con này, cái lỗi này thì đã gặp ở trên khá là nhiều điện thoại của nhà Tecno rồi, và đến bây giờ nó vẫn chưa fit được. Thì đây là cái lỗi chí mạng nhất. Đôi lúc mà chúng ta đang có mắt game căng về những phần cuối trận, đang bò trong bụi ở trận game PUBG, hoặc là đang có mắt căng tựa game Liên Quân mà nó gặp một cái tình trạng là bị disconnect wifi, wifi tụt về một sóng, ping lên 99% thì thực sự là cay cục. Nên á, cái này thì hy vọng rằng là Tecno có thể là fit được bằng phần mềm hoặc là trên những cái version ra sau nên fit đi. Tại vì đây là một cái lỗi vô cùng nghiêm trọng nha. Không biết là anh em như thế nào chứ cái mạng, cái wifi nó phải thực sự ổn định thì chơi game nó mới ngon được. Rồi, tổng kết lại thì với cái con Tecno Pova 5 này thì
pin là cái thứ gần như là nổi trội nhất, pin cực kỳ trâu và gần như đây là con điện thoại trâu nhất trong phân khúc mà bạn tìm thấy. Cái thứ hai là cấu hình của nó quá ngon. Các bạn thử nghĩ xem là pin Helio G99 này, RAM 8 này, 128 này, thiết kế thì cũng khá là hầm hố, khá là gaming, nói chung là cũng hay ho phết. Màn hình thì không phải điểm trừ đâu, đây vẫn là có thể gọi là một cái điểm cộng. Màn hình đục lỗ, khả năng hiển thị ở mức là tốt và tần số quét màn hình cao. Nói chung á, là điểm yếu duy nhất của con này nó đến từ cái phần là wifi thôi. Và cũng như là nếu như các bạn sử dụng trong thời gian dài kiểu 4-5 năm hoặc 3-4 năm thì đấy mà kiếm linh kiện thay thì có thể là hơi khó. Còn thực tế thì con này vẫn có 13 tháng bảo hành, nên là việc mà nó bị hỏng do nhà sản xuất ấy, thì bạn không cần phải quan tâm. Nó khác bọt hoàn toàn so với lại hàng xách tay các bạn nhé. Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ với các bạn rất chi tiết về con Tecno Pova 5 này. Đối với cá nhân mình thì mình thấy rằng là con điện thoại này nó vẫn có điểm yếu, nhưng mà những cái điểm yếu đây thì có thể gọi là du di và có thể chấp nhận nhẹ cái được trong tầm giá 4 củ. Tại vì bây giờ 4 củ mà muốn hoàn hảo hết ấy, không có đâu anh em ạ. Những con điện thoại mà nó ổn định về phần mềm thì cấu hình của nó quá chán. Những con điện thoại mà nó cũng gần gần đều rồi thì nó cũng bị lỗi vặt trên thông báo thôi. Ok, các bạn nghĩ sao về Tecno Pova 5? Đừng quên comment để lại cái nhận xét. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye anh em.